Hoa Thanh Minh không biết có kịp không, cô hoa mà Thanh Minh. Bữa nay đã 27 hay 28 rồi nhỉ. Cái chồng ít hoa như vô Thanh Minh nhưng mà cứ tưởng như không được. Hoa nhũ còn mua. Hoa nhũ lắm. Không phải chạy biết rằng hắn không đúng mùa của hắn là anh không tua được. Không phải mình trồng nó rộp. Mình rộp. Rộp là hắn cũng không lên được. Rộp cho nên không lên được. Em bữa vừa rồi em chợ bán tồn nó rộp lắm. Mấy cái chậu hoa đang phải đưa ra ngõ ra đường. Không ra được. Đang rẹp đi chạy gì này. Chạy phải phun thuốc rẹp đi. Đây này. Chạy có thuốc rẹp chưa?